Mình chào chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân miền Tây học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ là tô tường ngăn của chú anh chị cho các bạn. Thì này mình cũng mới vừa xây xong, giờ quay lại là mình tô, mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn là cách tô để tô làm sao cho hiệu quả luôn nha. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn xem mình tô như thế nào nha.
Rồi thì mình cũng hướng dẫn cho những anh em mà mới vào nghề đang tô tường á, chú anh chị và các bạn. Thì ở đây là một cái bàn kéo bằng, nó giống như một cái bàn chà bằng mũ. Chiều ngang này nó là một tấc rưỡi, chiều dài này tấc 8 chứ không phải tấc rưỡi nha cô chú anh chị các bạn. Thì chiều ngang tấc 8, chiều dài nó là 2 tấc rưỡi. Thì cái này á là ở thị trường cũng có bán để mình sử dụng. Thì những anh em thợ mà mới vào nghề là kéo cái bức tường đó, như cái bức tường của mình đang kéo rồi nè. Thì bức tường đang kéo rồi là rất là luyện luôn nha cô chú, là nó sẽ nhanh hơn là cái máng kéo hồ luôn nha. Thì cái máng kéo hồ thì những anh em mà không quen tay á thì kéo nó thì nó hơi khó, nó bị xịt tuột hồ. Còn những cái bằng kéo như vậy thì bằng kéo như vậy á thì mình xử lý nó rất là dễ nha. Khi mình kéo á, thì mình đưa lên, mình sẽ cầm một cái tư thế như cầm như vậy đó, thì cầm như vậy thì ở đây ngón tay mình sẽ dưới này, mình sẽ chịu dưới này đó, chịu hơi. Thì mình muốn cho nó dày dày thì mình sẽ hạ cái bàn này cho nó ép sát hơi vô tường chút xíu thì nó sẽ dày, còn hạ mỏng thì mình sẽ nghiêng ra đó. Thì cho nên mình cầm tư thế vậy thì mình sẽ kéo lên rất là chuẩn luôn, rất là đều. Thì mình sẽ tập đi tập lại 2-3 lần thì mình kéo sẽ nó quen tay, nó dễ kéo hơn cái máng kéo hồ. Máng kéo hồ tô tường á cũng có nhiều anh quảng cáo bán cái sử dụng để xài, nhưng mà mình không có xài cái loại đó nha. Cái loại đó là dùng ở dưới đất thì nó hay, khi mình đưa lên trên vàng thì nó rất là chậm hơn cái này. Thì mình đi xử lý bằng cái kéo mũ này thì kéo tường nó rất là đẹp và đều như bức tường mình đã kéo rồi đó. Thì như vậy là mình sẽ gạt hồ, gạt nước rồi là mình sẽ chà thôi. Thì mình biết kinh nghiệm bao nhiêu thì mình chia sẻ cho các bạn học nghề á, làm được cho nó có hiệu quả tốt nha. Rồi mình vẫn mời cô chú các bạn xem tiếp nha. Rồi bây giờ thì có anh thợ đây, anh sẽ long thước cũng gạt vách tường này nha. Còn mình chủ yếu mình kéo thôi. Cô không? Vừa xài đó. Thì cách thước mình gạt tường thì mình cũng long thước như cán hộ ở dưới chân nền nha. Thì mình lấy cái độ trên hở 1 phân hay dưới 1 phân là nó ok nha. Rồi xong mình đặt cái thước chiều dài, một đường trên một dưới một cái nè, mình đặt trên một cái thẳng lại tới đầu kia cho nó ngang bằng với 3 cái ghém của mình. Rồi đó, rồi một cây đường ở dưới chân cái nữa nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi thì sớm giờ mình đã chia sẻ tô tường sa chì hiệu quả ngăn của chú anh chị các bạn thì đã xong rồi, thì mình cũng kết thúc clip nha, hẹn cả cô chú anh chị và các bạn tới những clip tiếp theo nha. Rồi bye bye.